Em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Dạ, ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024. Dạ. Em Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream, đặc biệt là ngày hôm nay rất là nhiều những dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em. Đúng rồi. Toàn xe đẹp, xe mới anh em ạ, và xe chất lượng. Rồi, chưa? Anh em các nhìn bạn này. Có thể thấy toàn những hàng độc, hàng chất và giá cả còn hợp lý cơ. Em sẽ lên sóng. Đầu tiên như anh em có thể thấy ngay trước mắt đây, một chiếc Dream đỏ, hàng lâu lắm mới về. Giá tiền có 17 triệu một chút thôi mà các bác thấy chơi hẳn một chiếc Dream Thái đỏ đẹp. Hay là Win Indo đầu máy 102 đời chót rồi đúng không ạ? Những chiếc Win đời đầu máy 100. Đấy. Độc hot. Màu sắc. Rồi hot. Anh em nhìn màu bản trong... cúp đẹp, đèn rồi. LED 2 tầng. Tất cả đều có hết ở phiên bản Coupe Ali này, được không ạ? Rồi, tiếp tục một chiếc 82 anh em nhá. Chưa đến 7 triệu, Honda City. Đấy, rồi. Hàng 82 hơi 90. Đấy, bác nào quan tâm thì tí nữa nhanh tay, chưa đến 7 triệu, em nhắc lại giá được không ạ? Future 1 đời đầu anh em ạ. Đúng rồi. Vâng. Đời hay là hơn 4 triệu. Ultima. Đấy, cũng có xe, nhiều các bác hỏi xe rẻ mà em không lên sóng kịp được thì hôm nay anh em chia sẻ giúp em. Đấy, hơn 4 triệu. Những chiếc xe Jeep 100 nha anh em nhá. Vision anh em ạ. Đấy, Vision. Rồi, tiếp theo là những dòng xe Dream. Bên trên kia. Tí nữa sẽ ra Dream. Mắt hôm nay một cặp Dream trên dưới 30 triệu. Cái phân khúc anh em hỏi nhiều, máy zin đồ đẹp đều có tất. Rồi, đều có tất trên buổi live này. Anh em nào trên đây cho em xin nút chia sẻ cho rực rỡ mọi người nhá. Đây một chiếc Vision bản sần anh em ạ. Dạ vâng. Novo 6. Vâng. Giá hơn 10 triệu. Những chiếc về là các bác hỏi và hỏi là gần như rồi. Các bác mua rất nhiều. Lít này. Xi 150 này. Và chiếc gì? Dream Việt Nam xe rồi. Chưa gọn. Rồi chị em mình sẽ lên Dream đỏ. Lên con rực rỡ trước anh em mặc đầu like làm con rực rỡ ơi, cho rồi. Nó máu lửa anh cho em trên này. Cho nó đỏ luôn được không ạ? Mong các anh em chia sẻ giúp em, chia sẻ rộng rãi để những sản phẩm giá. Em báo luôn để các bác quan tâm 17 triệu 200. Anh em thấy đã sở hữu được một chiếc Dream hàng 1995 đỏ đẹp, dọn đồ Honda Goshi vào gần như toàn bộ, không có tàu có lô chi tiết gì, giá hợp lý đúng không anh các tài, bạn? Cho em xe Win đi chị, làm con rất đỏ rực rỡ. Xong xe đến Win. Đấy, rồi, đều có anh tài nhá. Máy anh. Anh em nghe tiếng máy đã thấy được sướng không? Rồi. Ấn tượng đầu tiên là cái đồ sáng rồi, đẹp. Đi rồi anh em ạ. Cộng với chắc, cộng với chất đều có hết các bác nhìn nghe. Rồi. Đấy. Chắc và chất và máy vẫn đang nổ nhé. Máy chính xác là vẫn đang nổ suốt từ lúc em vừa để đấy. Đồ thì bác cùng xem chi tiết nào, được không ạ? Đây, nó phải sáng và nó đều, đúng không ạ? Nó xuống màu đều, nhìn vào cũng dọn rồi nhá. Em chia sẻ là dọn rồi, nhưng mà nó đều. Đây, các bác nhìn này, hàng này, độc toàn yên. Goshi hàng xịn này. Càng thế nhá, hàng thế Honda, Meyer đồ chỉ sơn, càng sơn Meyer thôi. Còn vành chân nan là vào Honda xịn. Đấy, đây là họ lên đỏ, đẹp không? Các bác nhìn yếm Thái này, mặt nạ này, và đồ đều là hàng Thái vào, rất chất luôn. Yếm dày dặn, chắc chắn. Rồi, quay đầu bỏ, cháu quay đầu bỏ. Em vẫn nhắc lại giá nhá, 17 triệu 200, hàng Dream Thái 1995, đăng ký hồng. Đây, màu đỏ. Vâng, đây, hiện tại là xe lật giật lên hẳn màu đỏ rồi. Đúng xe rồi. Sạch sẽ, ngon lành, gành đào cho anh em rồi. Em nhách đu quay nôn dịch ra để cho cháu nó quay vào này cho dễ. Đấy, anh em nào có thích Dream này không? Tại vì những dòng Dream này thì mọi người biết rồi, giật màu đỏ thì cũng không nhiều người giật. Mô 2543 này. Rồi. Đồ vào Thái mà các bác, hàng vào Thái. Đồ máy vẫn đang giòn tan, được không ạ? Đấy. Sáng ngon lành hết lên em rồi. Mua xe Dream Việt nha anh em nhá. Rồi. Mua xe tất cả. Đây là Dream Thái 1995, dọn giật ngon lành sẵn rồi. Phải chia sẻ những chiếc giật thì nó là tâm huyết, nó là công sức của người chủ, họ đầu tư nào là từ những cái chân ốc, chân nan hay là vành bánh, họ vào bằng những sản Dream phẩm Thái. Honda, họ ráp họ lắp lên một sản phẩm vuông vắn để giao cho các bác với cái giá em chia sẻ 17 triệu 200. Tất luôn, hợp lý. Anh đang bảo là 15 triệu chót em, bảo hành không anh? Nói luôn anh em nhá. Có bảo hành luôn anh. Cứ bảo hành cho anh em 6 tháng về ắc quy, 6 tháng về máy móc. Những cái dòng xe đời 1995 bây giờ thì thôi anh em cũng phải hoan hỉ cho em. Bây giờ ai người ta bảo còn bảo hành nữa đâu, bên em mất bảo hành. Vâng. Novo giá xa hơn 10 triệu một xíu anh em ạ, chờ em xíu nhá. Em lên, hợp sang tên thoải mái. Nhưng chắc mà... chắn giá cả 17 triệu 200. Dream đỏ, các bác nhìn những cái dọn chi tiết một lần nữa, đúng không? Giật đẹp anh em ạ, giật rồi. Họ vào này, đường khít đẹp. Từng con ốc một hay là từng những cái để số này, phanh này, cần số này, hay là ốc rằng phanh, ốc trục, tất cả họ vào từ cái xe màu hồng anh em ạ. Đấy. Đăng ký màu đỏ. Đăng ký hồng, đăng tức là ký cái đăng ký hồng. Hồng 1995 là đăng ký hồng. Em đọc liền thôi, chứ còn Dream thì thực ra nó là nâu lên đỏ hết mà. Đăng ký hồng anh nhá.
đăng ký hồng của 1995. Cái đăng ký của nó màu hồng chứ không phải là đăng ký xe màu hồng. Chứ Jim đăng ký hồng. Rồi, anh nào là màu nâu. Rồi, anh nào nhanh tay giúp em nào. 17.200.000. 16 triệu. Chốt. Có anh xem 150 là 10 triệu không? Hơn không, không có 10 triệu, tầm 10 triệu anh Trần Ba. 10 triệu thì anh em lấy 135. 14.800.000. Hôm qua em like không thể rẻ hơn được nữa đâu anh ạ. 215 rẻ nhất trong 15 triệu ok nhé. Anh Hải Nguyễn Hải Phong phong không được anh ạ. 16 15 anh ơi cố lên. Vì thực ra những cái sản phẩm này em phải nói rồi, cái công sức anh em nhìn từ cái gạt giật. Sốc hay là ốc này họ vào chống. Họ vào đẹp hết rồi, còn đầu bò thì các bác nhìn đây có lại một lần nữa, nó khô ráo, nó không có chảy dầu gì đúng không ạ? Chế cháo đồ vào Honda nó không có đồ tàu, đồ tàu là không xuất hiện ở trên này. Đấy này các bác có thể yên tâm chạy đúng không ạ? Đúng rồi, dâu ta, mình kiên không. Biển quay lại biển rồi, ok anh Hà Nội nhá. 31. Cảnh sát giao thông 963Y6. Đúng đời đúng biển. Nó là đời 1995 anh em nhá. Đấy, anh em chỉ làm cái biển cho nó sáng đẹp thôi, mà anh em muốn rút hồ sơ thì chúng ta là mất phí hơi cao. Con này là các bác cứ để nguyên chiến rồi, không cần phải đầu tư giá gì thêm. Giá sao sốc 17.200.000 cho anh em một chiếc xe Dream Thái 1995. Màu thì là màu nâu, bây giờ lên cây màu đỏ nhưng không sao đâu anh em, đi bình thường không vấn đề gì đâu ạ. Cái quan trọng là thôi cái máy móc nó bây giờ được giật ngon lành cành đào rồi, cho anh em cứ thế mà đi thôi. Anh em mua một cái cốt Jim Thái cũng phải trên dưới chục triệu đúng không ạ? Đấy là em nói cốt thôi, đầu tư mình vào từ cái vành Gosi 200-300 nghìn một cái, rồi chân nan ốc trục các thứ nó vào không cộng dồn lên cả chục triệu tiền dọn là chắc chắn. Các bác nào dọn Jim sẽ hiểu, không 10 triệu không dọn nổi đâu. Đấy nên là em phải nói luôn, cả cốt cả dọn lên tất mời các bác có 17.2 sẵn. Anh em lười thì đừng bỏ qua. Màu này nổi 17 triệu anh em nhá. Các bác nghe lại. Màu đỏ 17 triệu đồng. Còn thế này. Rất hợp dân, rất hợp dân. Vâng. Anh đổi xe Bonet không? Có anh đổi xe, có anh đổi tất cả các xe. Anh em thích xe này nào bên em có hỗ trợ đổi các ạ. Anh em chia sẻ giúp em nhá. 2018 Vũ Dũng có nhiều anh bạn ơi. Xe nhà mình từ 2012 đến 2024. Vâng. Là có đủ luôn từ 125, 150, 160. Hầu như là bên mình cũng có rất là nhiều những dòng xe để phục vụ tất cả anh chị em đấy ạ. Anh em nào cần anh những cái dòng xe gì đổi? Lại là em đây, rồi em à, anh em chia sẻ giúp em nào. SH18 cũng có luôn. Win đây, Win đây, Win Indo đầu máy 102. Những cái đời 105 cao nhưng mà đầu máy 100 là anh em hiểu rồi đúng không ạ? Đầu máy 100, 96, 97 trở lên nó là những đời cao. Win 100 đem bắt nó giá trị từ cái thương hiệu rồi. Chiếc này thì lại cũng là hàng Win. 2 anh Như Định ơi. Rồi, chiếc xe Win này thì anh em biết rồi, những dòng xe Win để mà đẹp xuất sắc thì nó rất là cao. Dạ vâng. Thôi anh em cần một chiếc xe gọi là cũng xứng đáng đấy. Một... hàng để chia sẻ luôn giá cho các bác trên live này là 27.800.000. Những đấy, cái đồ zin còn và những cái đồ họ dọn lên thì lại sáng lại đẹp đều, nên tổng quan cho cả một chiếc xe là nhìn nó vuông vắn. Các bác rồi, có thể nhìn thấy từ những vành pha hay là mặt đồng hồ, các bác có thể nhìn lại này. Đấy, Honda này, đây cái chữ Honda này nó thể hiện là mặt đồng hồ zin nhé các bác nhé. Nó vô chờ em xíu em lên giá đẹp. Sau. Hay là cái pha gầu gáo này các bác nhìn này. Đấy, hàng Citali này, hàng pha không KK Citalin là của 82 em nhầm, KKKG. Đấy là mã zin của Win. Anh Hà Giang có anh ạ. Nắp sinh nhan còn, ốc trục trẻ đúng không ạ? Còn cái việc họ dọn sơn như là bát mai ơ càng là họ dọn. Đấy, rè inox này có cả ốc rè này, dày dặn, hàng rè là xịn này. Đấy. À, thế cơ mà. Máy thì các bác nghe này, tiếng sướng ngon lắm. Máy này 27.500.000. Bình nó khít nhá, để cái bình nó khít này. Nó dọn lại thôi, bình là bình nguyên nhá, bình nguyên, bình zin ấy, nó dọn lại sơn lại thôi. Chứ nó không phải là hàn xì gôm lăn. Sáng hết kìa. Xong bây giờ nó xuống theo thời gian nó xuống thì nó thật rồi. Mà tổng quan các bác thấy đúng không ạ, những cái chi tiết này, những cái chi tiết họ kết hợp họ dọn nó đều mắt lên, nhìn chân nan đồ họ hàng nó vào chắc đuôi này, không một phải hàn đuôi dè đuôi gì, sinh nhan cả bốn cái còn, nắp hậu vẫn zin đấy. Đấy, biển số anh em nhá, 29F84671 cho em. Win Inno anh em ạ, anh em nghe tiếng máy không? Win đấy, nghe tiếng giòn tan anh em nhỉ. Đấy, anh em nào thích những cái dáng Win dáng thư sinh hoành ra máy đồ, cái này thì là dọn lên nó đẹp luôn, nhìn nó sáng, nó rắn, nó chắc, nó chất. Đây là những cái gì Win 100 Indo này cho lại cho anh em nhìn thấy, cảm giác thấy đấy, nhìn nó sáng đều rồi. Giá thành là 27.800.000, bác nào quan tâm đấy, nhún nó sướng đúng không ạ. 27.800.000 anh em nhá, một chiếc xe Win sạch sẽ ngon lành cành đào cho em rồi. Đấy, cho anh em nào quan tâm 278. Đấy, làm cho em con này. Anh em đang
bắt đầu chuẩn bị giao dịch những chiếc xe bên em. Rồi. Được chưa? Có được, giao dịch trên được không? Anh à, giao dịch được không chị? Đấy cũng vẫn phải mua bán, cũng vẫn phải giao dịch anh em ạ. À, anh em nào muốn mua bán đổi cát thì mọi người liên hệ trực tiếp. Tiếp tục nha, một cúp 8 cúp Ali, thế cúp Ali. Dọn rồi thì vẫn còn nhiều lắm. Thực ra là nhiều anh, cái quan trọng nhất là dọn nên nó có nhiều kiểu dọn. Dọn là có những anh em tâm huyết dọn đồ nó đắt, nó cao tiền. Có những anh em dọn để bán ấy thì chỉ là những cái đồ nó chỉ là tầm bình thường thôi. Còn ví dụ như anh em dọn để đi thì nó lại khác anh em ạ. 111 cây. Mới. Rất mới. Con này nó cái màu này buồn mà cười nhỉ. Màu đặc biệt, đặc biệt. Cái màu này nó cái màu mà nhiều bác cũng sẽ thích. Đây là bản cúp Ali hàng liên doanh, nhưng mà họ có cái độ gọi là nhái và copy form dáng 11 đối với hàng Honda xịn cúp 125 bây giờ. Đúng không ạ? Các bác cũng rất quan tâm đến cái dáng cúp 125 như của Honda. Giá thì nó phải 70-80 cơ. Con nào anh Tài ơi? Thôi. Con mười mấy không? Anh em làm loại này 28. Cho nó nhẹ nhàng. Vẫn có những cái chi tiết các bác có thể xem này. Hàng thụt nhìn đẳng cấp không ạ? Win vừa xong. Đúc liền. Đây là họ màu đúc luôn tại nhà máy họ ra nhé. Màu luôn nhé. Cùng màu nhé. Không phải là sơn thụt sau nhé. Rằng nó chụp. Nó nhái cái con phiên bản cúp 125 Honda. 125 Honda đây anh em ạ. Như nó nhái luôn. Xì luôn anh em nhé. Từ cái hốc thể cốp này. Hay không ạ? Rồi có sạc dự phòng này. Mà có sạc thật luôn. Nhưng mà giỏi nhỉ? Nhưng mà giỏi thật nhỉ. Đúng rồi, cho pháp sư Trung Hoa này. Quá là thần thánh luôn. Ra này nhiều khi cũng phải để họ luôn chứ đúng không ạ? Vì với những chiếc Honda Nhật Bản thì các bác phải bỏ ra 70-80 triệu mới sở hữu được. Thì những anh em có hơn 10 triệu mà thích thì làm thế nào? Thì đây đến với Hoàng Kiên chiếc này. Hợp lý luôn đúng không ạ? Giá thành nó là hơn chục triệu thôi. Bình thường cụ này bây giờ mua cũ thì cũng anh em phải xác định cho em tầm 8-90 triệu nếu mà dòng xe. Đấy là giá cũ đấy chị ạ. Vâng, xe cũ ấy 8-90 triệu 125. Đúng rồi. Đấy, nhưng còn bây giờ anh em những cái dòng này thôi nó không phải là 8-90 triệu thì anh em làm cho em con này nhô trục. Đấy, không khác gì xe đấy nhưng mỗi tội là cái chất máy nó khác thôi. Thương đấy, hiệu. Chất này, máy này nó là 150. 50cc. Vâng, con kia nó là 110-125. Cái máy này êm hơn đúng không ạ? Đồ vẫn sáng đều. Máy em báo giá nhá, 12.600.000 đấy, chỉ như vậy thôi là các bác đã sở hữu được rồi. Một cái màu trắng sữa này kết hợp với màu cam cát nhìn rất đẹp luôn đúng không ạ? Màu cát nhìn nó sang, nó sáng, nhiều bác thích độc. Mà các bạn trẻ thì không có bằng mà muốn một cái kiểu cách nó phá cách một chút thì cân đối cho mình. Cái mẫu cúp 125 này. Hàng CC thì 50 thôi. Đây là phiên bản nhái của Honda. 12.600.000. Thực ra là em nói thật là em không biết đấy, nhưng mà em nhìn mới qua cũng giật mình, em tưởng dòng xe kia rất dễ giống nhau, rất nhiều rồi. Khách hàng cũng mà nắm bắt được là có thể sơ nhầm luôn đi Honda và thứ nhất là mình phải nghe chất máy đấy. Thứ hai em nhìn cái màu sắc em thấy nó cũng hơi là độc lạ hơi hot là mua cái màu này là anh em cũng phải ấy lắm đấy, hoặc mệnh hợp nhất em mua đấy nhỉ. Rồi bác nào quan tâm máy vẫn zin, sơn vẫn nguyên, lốp vẫn theo xe, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, đồ vẫn theo xe liền lạc, còn máy zin nó khô ráo. Đây là đèn thì đèn led. Hàng giá thành em vừa chia sẻ 12.600.000. Đây thì chắc là mấy trăm nghìn tiền dọn thôi. Không quá tốn kém. Đời 2022 nhé các bác nhé, nó là đời mới. Anh em nhìn form dáng đẹp không? Mọi người hình như nhà mình có con kia bán rồi đúng không nhỉ? Có một con nữa màu vẫn còn vài chiếc. Nhiều màu đấy, nhiều màu khác nhau. Cái màu yên này các bác nhìn. XA10 em không còn anh Đức Đông ạ. Win bao nhiêu? Win 27.800.000 anh ơi. Đúng rồi. Chiếc này 12.600.000 nhá. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay. Hàng yếu cái Nhô chục triệu không em ơi. Anh vững vàng tay lái rim Việt hơn chục triệu. Hình như là em có con 10 có một chiếc 14 ở rim Việt. Không, con đấy là rim Thái. 19.500.000 Việt T 29T rim Việt đời 2004. Rồi. Cũng có anh một Trần Hoan nhé, con Zwin đấy là 27.800.000 anh ạ, xe giật ngon lành rồi. Đúng rồi, một đồ Zwin còn nhiều lắm đấy anh ạ, giật Dream một vài giật chút thôi. Một con Win anh trả 42 triệu ok không, anh ra là em làm bài toán nhẩm một chút đi anh, 28 mà cộng với 17 thì nó phải ra 45 đúng không ạ, đấy tính như thế cho dễ. Vì hai con cộng trừ, anh trả 42, anh bớt hai con triệu 3 triệu, không được anh ạ, rất tiếc, cố gắng. Anh em biết là bọn em livestream trực tuyến rồi, giá bọn em cân đo lòng đếm kinh lắm đấy, online vẫn cứ nói bọn em là tại sao mà chị mới lại sao rẻ như thế,
lại em đăng như thế sao lại chị quay ra như đỏ vậy? Đấy. Đi chị Dung ơi, quay đỏ à? Tí nữa sẽ có hàng có quay đỏ. Ok, chiếc cúp giá 12.600.000, mong các bác có thể cân đối chọn lựa cho con em mình đi học sớm nhất. Anh hoặc Nguyên là Thành Lĩnh, anh phải cho em xin chạy cái biển SH125 rút hồ sơ gốc rồi mua vào bao nhiêu đời 2022 à? Chạy cây số này nhá, CVS hay là ABS? Vâng, màu gì nữa anh ấy cho có em? Có cả đêm Thái Dinh về chưa chị? Phạm có một độ. Chiếc giá gần 30, hàng cũng chỉnh rồi nhưng mà hàng vừa cứng cáp, chưa không, hoàn thiện xong trong việc mua bán mới đưa về thôi. Nhưng mà xong thì em sẽ lên live chiều, anh chú ý chiếc gì Thái gần 30 nhá. Còn Thái Dinh thì phải hàng đang trên 30. Rồi, anh em đang con cúp vàng đấy bao nhiêu tiền em? 12.600.000. Mua xe thì con quay 100cc không chị? Có chứ ạ. Rồi. Giá quay và báo giá Novo trắng đi bạn ơi. Ok anh okay, Hậu Đoàn. Bảo Đức đưa lên Novo. Trong lúc chờ đợi Novo. Con Xside biển 59 em trả 15 triệu bao ship về Đồng Nai được không chị Dung? Cường 148 là chưa bao ship về Đồng Nai thì em để hỏi giá đã, nếu có cần thiết thì em cứ đăng 148 trừ 200 là 146. Em chị 146, còn về Đồng Nai bao nhiêu thì như thế 15 em nghĩ là hai anh em mình chia đôi tiền cước đấy. Em nghĩ thế thì anh cân đối anh thêm 500 nữa chẳng hạn, đúng không ạ? Thì để em hỏi cái giá cước. Con đấy cũng được đấy Cường ạ. Con đấy là 2015. Là máy zin sơn zin mà em nhớ mua rất rõ chứ đấy. Chị báo giá quay thì ok Tiến Dũng. Con đấy chị nghĩ là em nếu mà em đúng trong đấy thì lấy được. Đồng Nai chỗ cậu chị đấy. Chị nghĩ là nếu mà anh em lấy con đấy em lấy con đấy mà chuyển về Đồng Nai chị nghĩ ok. Đúng rồi, thì biển công nghệ biển, biển Sài Gòn. Cố lên anh nhá, mấy trăm nữa thôi. Rồi, 82 nhá, hàng cúp vừa rồi liên doanh mà 12.600, anh em bảo đắt hay rẻ thì em chưa biết. Nhưng mà đây, hàng cúp Honda City. Chuyển em nhiều lắm ạ. 6.800.000, các bác thấy có bất ngờ không? 6.800.000 một chiếc cúp. Hàng 50cc. À, sorry, 90, để em nhìn nhầm cái tem. Tem ơi, quên con này có đề mà. Có đề nhá, hàng cúp 82 có đề cơ. Đấy. Đây là không, cúp nghệ đấy là 50cc anh ạ, cúp liên doanh thôi. Vario hiện tại các bác lớn tuổi thì có thể cân đối lựa chọn chiếc này, có thể đầu tư dọn dẹp theo ý mình hay là để mộc chạy chợ chạy nhà ơi. Quanh gần có nhà cũng là được, đúng không ạ? Đồ đạc đây các bác xem, có những cái vào mới chế hay là dọn dẹp sơn si chân nan vành bánh thì không thể tránh được rồi. Và đây là còn lại là bộ máy Honda Java này, các bác nhìn này, made in Java này. Win 278 anh ạ. Tem dọc dừa 8990 này. Vào hộp xích mới rồi này, chân nan bánh sau nó vào theo 5 tháng. Còn việc sơn nhựa là không tránh được. Nhưng mà còn cái máy nhá. Máy 82 xịn. Giá tiền rẻ nhỉ? Đúng rồi, 6.800.000. Các bác nào là thợ đâu rồi, em thấy nhiều các bác thợ 82 mua chân đón xong về giật dọn lên lắm. Chiếc này thì được cái đăng ký đời 96-97 rồi. Nên là các bác lấy về xong mình lên cái cốp nổi dọn qua lên bán thì em nghĩ là rất hợp lý đấy. Đăng ký lần đầu 96-97. Còn tem này thì nó ở đời 89. Thôi đấy là em báo với anh em như đúng thế rồi. Còn em bán đúng đời. Đúng đời. Em bán đúng đời anh em nhá. Anh em chủ động vào việc hơi 90 giá bác luôn. 6.800.000. Bác nào đi đồng gọi là thi thoảng chở tí ấy ra ngoài đồng là được anh em ạ. Nó bền mà nó lành, cái dòng Honda thì các bác biết rồi, nhất là cúp tiết kiệm xăng này. Đấy. Êm ái nhẹ nhàng và bền bỉ. Bao nhiêu năm vẫn chạy tốt rẻ đúng không? Hơn 6 triệu. Xe mua về chưa dọn nhá mọi người nhá, 6.800.000. Thôi nó cũng là hàng vừa vừa anh em ạ, nó là hàng, à quên có chị đang hỏi em xe trả lợi. Em nghĩ con này được đấy ạ. Chị ơi, chị có trên live không? Bác ơi, cái khung sườn nhá, em anh chị có trên live không ạ? Đây, cái khung sườn này. Anh chị có trên live thì xem cho em con này 6.800.000 về trả lợi thoải mái đấy ạ. Đang có cái cốp nãy nhỏ, vừa gọi em. Bác nhìn khung này nó chưa có hàn khung đúng không? Khung chưa hàn, chưa có vấn đề gì. Đấy, sườn lườn thì làm lại không thôi. Không có yếm anh ạ, okay. Dòng xe này không có yếm anh ơi. Yếm thì nếu xe này thì các bác cứ bảo yếm nó mấy trăm thôi, nó đơn giản thôi. Vì là thực ra là người ta lắp cái này người ta phải tháo yếm ra. Có cái cốp phụ mà, đúng không ạ? Xe là nó thật sự không, là không mua về xong em để luôn thôi. Cũng cộng mỏng cho anh em nhanh tay. Chốt em con cúp 82, 6.500.000. Ôi, 6.800.000 rồi, em cộng mỏng lắm, dòng này thì hơn triệu thôi. Anh em ơi, mấy trăm nữa, cố lên vì không phải lúc nào cũng có cái sản phẩm này mà rẻ đâu. Cái tay nắm này vẫn còn đây này, nhìn nó ngót, đúng là không còn gì để ngót hơn. Chắc là phải thay những các cái củ này này, đây qua Caramel quay lại đằng này để thấy. Nó toàn hàng Honda hết đấy chứ. Đúng rồi, các bác nào trong nghề thì lấy về đầu tư lên, hàng đề đây. Tay nắm còn đây, tất nhiên các cái này là sơn rồi, không tính, củ sinh nhan này không vào rồi. Nhưng mà thôi họ vào thì mình về, đỡ phải vào. Đỡ phải vào.
họ vào rồi. Còn cái ý là cái đồ còn vẫn còn. Đây máy này anh em, dưỡng lại tí ngon. Đây anh em nghe tiếng máy này đấy. Không có khói nhá, không có khói anh em này, cứ phải lo khói nhẹ đi. Gọi là ok, chấp nhận vẫn sướng. Chế chiếc thì thôi thay rồi, tóm lại là nó chỉ có thế thôi. Bên em mua bán đổi cát thì nhiều khi là cũng vẫn phải có những cái dòng xe ít tiền. Nên là anh em nào mà có, nhiều khi anh em có nhu cầu tìm mua những cái dòng xe vừa ít tiền nhưng bên em cũng không có nhiều đâu. Tại vì bên em bán giá là bán ít tiền. Em ơi, giá là 7 triệu, à 6 triệu 8. Vâng. Vâng, 6 triệu 800 đang nghìn anh em nhá. Đăng ký Honda nhá. Đấy, đăng ký Honda 1996 hay 97 em nhớ không nhầm thì em ngày xưa chủ còn bọc cả cái để chân thì chắc cũng một thời quý lắm đấy. Em nhớ các bác cúc mà nó bọc cái phần số này là quý lắm đấy. Chắc là thôi theo năm tháng thì bác ấy cũng đã đến lúc phải chán rồi thì mới để xuồng xã như thế, chứ đúng ra là cúc một thời em cũng nhớ. Cũng phải nói luôn với anh em là tí thì bọn em phải cộng 1,5 triệu. Đấy. Không phải 2 triệu xác định nó là như thế, tại vì là bên em phải nói luôn tất cả sản phẩm bên em nó là người thật vực thật. Hai anh em hoan hỉ thì mình mua, mà không hoan hỉ thì thôi anh em cũng đừng nói, tại vì bạn bên em nó giá nó là giá, nó là giá gì nhỉ, gọi là cộng bảo tín Minh Châu trực rồi, tiếp luôn rồi, nét như con bọ nẹt đấy, là chuyển lại như cộng không bao giờ phải giấu mới đút quên. Đúng em ơi, cho chị có nộp vô lên em ơi, anh hậu đoàn này quay từ nãy đến giờ rồi anh em, hỏi từ đầu line giờ rồi, cho đi anh lại ra ngoài giờ chết rồi. Các anh em chia sẻ giúp em nào, xe nhi như này em bán 6,8 triệu anh em nhá. Vâng. Ôi rồi máy còn đấy chắc là bổ 3-4-5 lứa rồi sao em cũng không biết đâu. Anh em để anh chốt 82, ok anh. Anh chốt đi anh ơi, hợp lý anh đấy. Anh là bất động sản là thực ra là em bảo các rồi. Các bạn tìm đâu được 82 đèn vuông ra đây. À 82 thì đèn vuông, 81 thì có nhưng 82 ra đấy hiếm đấy ạ. Không dọn, chưa dọn thì trông nó như vậy thôi. Còn anh em dọn rồi, đẹp sẽ sạch sẽ ngon lành cành đào lên bản tép nổi. Tem nổi lên ngon lành cành đào lại 1996. Đúng không ạ? Lại bán mười mấy. Tiền có nha, sơ hồng ánh nhá. Đây Novo đây anh ơi. Biển 72, máy nguyên bản. Đây là cái vấn đề, các bác nhìn cái bưởng láp này để đánh giá cái xe nó ngon, nó chất máy zin trong buồng máy, ốc cổ hút chưa mở, chưa vốc két ốc zin hết trong đấy, củ đề còn nguyên bản. Ra máy cũng là theo xe, sơn vẫn zin. Đấy, nó có 5 tháng, các bác nhìn cái 5 tháng cái sơn nó bong này, nó bong theo kiểu này, nhưng để bóc được hẳn ra, các bác cũng khó có cái ngoài tay. Các bác, đây là cái sơn zin. Được anh, gà chip anh ơi, được ạ, em chuyển đến tất cả sơn các tỉnh nhá, được. Tem zin nhá. Máy chạy, xe chạy 3,5 vạn, rất là lướt rồi, không vấn đề gì. 3,5 vạn anh em ạ, xe chạy 3,5 vạn, biển số 72. Đấy, nó xa tí biển thôi. G137084. Đúng đời 2016, đời chót luôn. 82, 70 hay 90? 90 ạ. 90 đây anh Hoàng Anh ơi. Ok, Nguyễn Sướng, chào em xíu ạ. Vâng, bác nào quan tâm đến chiếc biển 72 này thì liên hệ giúp em, đời 2016 là đời chót cuối cùng của Novo 6. Đây, hàng các bác có thể xem. 72 là ở Vũng Tàu, chị Dung vừa báo rồi, Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không ạ? Giá tiền cho các bác quan tâm là 13,8 triệu. Sơn này, tem này, để đúng rồi này. Anh đố biết ạ. Cổ bô vẫn còn, máy vẫn nổ nhá, các cái càng báng này nó đều zin, nếu nó bong chóc các bác cần thì mình sờ ba cái đấy, nó rất đơn giản. GTS 150 à? GTS nhà mình còn không nhỉ? Cái phần sơn cũng thế nhá, độ gáy nó khít, nghe tiếng sướng. Để mà máy em đánh giá Novo 6 chất hơn cả Ablet luôn, nó bốc, nó thốc máy hơn, nó tiết kiệm xăng hôi đúng không? Vâng, đang hở cái nắp bình xăng nên nó mùi xăng sống, pha này nó xịn. 13,8 triệu thôi, những bác quan tâm đến Novo, nhất là bản Novo đời chót, dòng có phun xăng điện tử nhá, đấy nó sẽ giảm được xăng, tiết tiêu tốn rất nhiều, tiết kiệm xăng đấy ạ. Các cái củ này đều còn zin hết này, cái mặt đồng hồ chống rỉ, chống xước này còn nguyên bản hết luôn, các bác nhìn này. Xe thì vừa chia sẻ chạy có 3,5 vạn rồi, hàng có 3,5 vạn từ 2016 đến giờ, các bác không phải lo, giá nó có hợp lý. Cái đồ sần này vẫn còn nguyên, lại cái máy vẫn còn nguyên. 13,8 triệu. Đấy, rất nhiều các bác cũng vẫn thích Novo đúng không ạ? Các bác nào đã trải nghiệm, đã chạy rồi thì không có gì xa lạ với bản Novo 6, Novo 5 nữa. Hàng bắt đầu đã có phun xăng điện tử, nó tiết kiệm xăng, bốc thốc máy hơn rất nhiều so với những cái hàng cùng phân khúc giá tiền hay cùng đời. Đấy, như LED 216 thì không bốc bằng Novo, mà LED 216 thì phải trên 20, nhưng Novo có 13,8 thôi, rẻ hơn, bốc hơn nhưng xăng vẫn tiết kiệm. Đấy, các bác thấy nó thua về thương hiệu thôi, dòng Yamaha nó không mạnh ở ngoài Bắc này bằng Honda, chứ ở trong miền Nam em thấy các bác chạy em thấy Yamaha còn nhiều hơn Honda ấy. Công nhận đúng không ạ? Anh Nguyễn Nghĩa ơi, GTS hiện tại em còn một con. Còn một con à? Còn một con 29 triệu.
Còn chiếc GTS á? Ừ. Thế Đức cho chiếc GTS ở từng năm xuống giá bao nhiêu? 13 triệu mấy trăm? 800, 13 triệu 800. GTS là của Vespa lớn chứ? Không, thể thao chứ. Thể thao là GSX. À ừ, GSX. Vâng. GSX. GSX. Anh em hỏi GSX hay là GTS? GTS là của Vespa. Vâng. GSX chứ. GSX có hai chiếc từ hàng Suzuki. Có anh con rất nhiều nhá. Vision, Vision bên em nhiều lắm. Tí nữa em lên, ngay vâng. Ở phía dưới kìa. Anh Thanh Hà ơi. Em đợi em hai chiếc Vision. 110 hiện tại là ngày còn, hôm qua em còn một chiếc. 14 triệu 500 thì phải đúng không ạ? Đời 2016, 15, 16 đấy, đời còn chót rồi. Cũng máy nguyên. Đấy, ừ. Nhiều xe hấp dẫn quá. Các bác chia sẻ giúp em để những cái sản phẩm này về được với nhiều khách hàng đang quan tâm nào. Rồi. Anh rất là nhiều anh em đang hào hứng Vision mà hôm nay thì thấy Vision nó cất đâu nguyên à đây tầng hai okay. Anh em nhớ cho em hai gian phòng để toàn quay Vision. Chọn một màu xanh đấy. Ok anh chờ em một xíu em lên luôn bây giờ đấy ạ. Rồi trong lúc đợi chờ thì mời các bác cùng qua một chiếc lít phiên bản đèn led 2 tầng bản không tắt được đèn lên được cả bản vành đen này này đây các bác nhìn cái vành đen lốp thì còn nguyên 2620 lốp 2 tuần 2620 cả vành này là lên đúng nhà máy chuẩn lên nhé các bác sờ cái độ nhám của vành nguyên sơn này gì mặt nạ lên mặt nạ thể thao nhưng là chuẩn của lít nên là cái màu trong với màu này nó gần như là như nhau luôn xin nhan để các bác nhìn không dạng không đục và trong veo tay nắm hay tay phanh đều liền xe hết tú anh xe lít đây ạ đồ này đồ ạ nguyên zin từ lít hai tầng đúng rồi quay chủ nó còn lắp các bác thấy quay nó còn chưa xước thì bên trong xước sao nổi sơn zin máy zin 2020 biển Hà Nội vâng biển Hà Nội anh em nhá quay kết đầy đủ cho anh em biển 29S1 97332 đây tiếp tục quay từ bên này Oppo vẫn còn nguyên zin đây anh em nhìn quay nguyên zin anh em nhá khít hết mọi người nhìn này sơn zin này tem mắc yên áo vẫn căng ních yên vẫn còn nguyên zin theo xe bản sần này là sần lâu lòng nâu 2020 anh em nhá tay nắm vẫn còn nguyên zin anh em nhìn của em cái phím này đấy mình nhìn cái phím nó cân bằng gờ gáy khít hết đấy nó không bị tai nạn nó không bị xô đẩy nó không bị cong vênh đấy đúng anh rồi. Em nhìn mua những cái dòng xe mà mọi người phải cố gắng làm sao à phải nhìn nó là tổng thành mọi người ạ. Nhiều khi đó nhiều khi bọn em buôn xe cũ là bọn em phải tả lột tẩy những cái chi tiết đấy ra cho anh em. Tổng quát một chiếc xe, sau đó đến nhìn gần, đấy, kiểm tra máy móc xoay gầm, nâng hạ nói chung là cũng để một hoàn thiện một chiếc xe đến tay các bác mặc dù xem rất nhiều, bao nhiêu năm xem nhưng vẫn phải cả gần tiếng đồng hồ mới xem xong thì các bác cũng phải yên tâm. Rồi lại qua bên kỹ thuật trưởng, kỹ thuật xử lý xong lại bên kỹ thuật test đấy là ba bộ phận kỹ thuật tiếp tục rồi đến phần live tiếp theo nữa thì các bác biết một xe đến tay các bác là qua rất nhiều quá trình nên những cái trường hợp thiếu chốt là em thấy hy hữu rồi thiếu một cái chốt nhỏ hoặc một ốc đã là hy hữu rồi nên là xe về tay các bác là các bác cứ yên tâm bảo hành kèm theo nữa cơ mà được không ạ chiếc 2020 như vừa rồi em tả hàng zin từ lốp sơn đến quay hàng đều nguyên bản hết các bác nhé giá hôm nay 34.500.000 được chủ đầu tư cái bản sport là gồm có tay sách này vành càng lên màu đen nhìn nó khỏe đây các bác nhìn thấy nó có khỏe không đấy nó khỏe nó rắn nó đanh các bác nữ muốn một chiếc xe lít nó rắn giỏi thông dụng quốc dân cốp rộng máy khỏe bền chắc 34.500.000 rồi 2020 xe đẹp anh em ạ có 9.000 hơn 9.000 cây rồi quan trọng nó là bản này là bản led 2 tầng sẽ đắt hơn bản Sinon kia đấy, anh em nhìn cái bạn inox này cái mặt inox nó sáng không đấy sáng quắc luôn đúng không ạ nó cân bằng mọi người nhá quan trọng thì đây các cái chi tiết các bác có thể xem cái phần nó hay tiếp xúc nếu chẳng may có xây xước ngã phần này và phần này đây các vị trí em chỉ này đấy các bác công nhận nếu đổ bên này thì các bộ phận này sẽ chạm cửa hàng mình có xe 135 đời 2010 không anh ơi chưa đổ XI 135 thì anh nó là 211 trở lên thôi. Anh em tính là chắc là giật thành một con XI 110 đúng không? À 110. Nhưng hiện tại là em không còn. Có hàng giật, vâng. Có hàng 135 thôi. Bác cần thì em để giá. Em đang làm nhé, em đang làm nhá. Rồi, để cho các bác 34.500.000. Anh em nào có nhu cầu chị em là chính xác nhất, hãy đến với những chiếc lít. Còn các anh em thì chúng ta có SH mà các bác hỏi rất nhiều giai đoạn vừa rồi 160 mà cũng không có nhiều, thường là có biển tỉnh. Con xe nào bằng tuổi dung không? Xe nào bằng tuổi em à? 1996 thì nó là con gì nhỉ? Con gì? À, con gì? Con trẻ hơn, con Cúp thì trẻ hơn. 82, con 82. Trẻ hơn chị mười mấy tuổi cơ. Thế mà trông nó là tàn tạ. Rồi. Vâng, em cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều anh em đã ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Cũng theo đó là cũng ủng hộ rất là nhiều anh em ủng hộ em với lại những anh em trên livestream cảm ơn các bạn nhá em với lại đồng thiệp cũng được rất là nhiều anh chị em khen là
À thôi, cũng lên đây là anh em giao lưu cũng có một chút vui vẻ. Xe dạ lít vàng chạy bao nhiêu km rồi? 9.000 cây chị Thu Hoài lốp ơi. Lốp còn zin nhá, các bác cứ chọn cái lốp zin đi này, yên tâm. Đấy, nó là chưa thay lốp. Anh yêu dùng mất rồi, chết không chứ lại. Được anh ơi, anh cứ đến thì anh em mình chị sẽ trao đổi trực tiếp. AB không ạ? À? AB bên em nhiều lắm anh Trương Đình Thành vâng, ơi. Vâng, có rất nhiều. SH đấy bao nhiêu rồi? Ok, chị lên SH luôn cho anh em nhé. 160, 160 thì các bác ơi, 160, 88 triệu 500. Vision đời mai không thấy bác, ok Thanh à. Ơ gì nhỉ? 88 triệu 500, nhưng mà là 160. Đấy các bác lưu ý, nó này khác là biển Hà Nội, là xe của 2023 tháng 10, 2023, không một giọt sơn lại, lốp. Bác nhìn này, dâu này, dâu, sơn này. Viền viền này, cái rè nó hay xước, không một chỉ tiết, sơn zin 100%, xe mới bọc ni lông ra. Dạ. Anh nha. Đĩa này các bác nhìn, chưa tháo, vành này, cả này đều nguyên bản, phần sơn này nguyên zin hết, các bác nhìn. Rồi đi một vòng, hàng của 2023. Nước của mình 100. Vâng. Không chắc là ai gửi đến, ai gửi đến. Người từ bên Gia Lâm gửi ra. Đây rồi. 160 anh em ạ. Đúng rồi. 8.200 km chính chủ nhá. Km mua chiều ngày hôm qua nên là sơn là không có một giọt sơn nào lại. Km là chuẩn, không có thay một km nào cả. Hàng mới bóc ni lông, cả xe duy nhất hai cái chỗ cầm tay sách thì xước. Đấy, là bên em có sở ba. Lại cái tay sách, coi như bao cả dọn luôn. 88 triệu 500, hai khóa đầy đủ, máy 160, biển Hà Nội. Hai khóa, hai gương, túi đồ nghề, tất cả liền lạc theo xe hết. Hàng không một chi tiết sơn lại luôn, cả lốp trước lốp sau vẫn liền. Các bác nhìn những cái thụt nó còn ánh kim, ống đuống trắng hay ra máy không xước này, đúng không ạ? Rồi nhá, nổ test luôn, 8.200 km anh em nhá. Test luôn sản phẩm cho anh em nghe luôn. Rồi. Đảm bảo về máy móc cho anh em, bảo hành cho anh em đầy đủ luôn. Những cái dòng xe này thì nói thật là bên em test cực kỳ là kỹ càng rồi. Nhưng chính vẫn xác, cứ phải nói lên đây để cho anh em biết là sản phẩm bên Hoàng Kiên là nó là phải là uy tín và chất lượng. Mua đó là trực tiếp của chính chủ. Trực tiếp của chính chủ rồi. Mang hai gương hai khóa đi đầy đủ, chụp ảnh với chủ xe kèm theo không thiếu. Ừ. Chủ lăn vân tay sẵn vào giấy bán để chắc chắn, viết giấy ký tên và lăn tay vào đấy nên các bác có thể yên tâm. Nói một cách khác, ngày mai nói vui là gặp chủ lúc nào cũng được đấy. Rồi. Với trường hợp này 8.220 km anh em nhé, chuẩn bên em không quay gót một cái gì luôn. Đây anh em, tại vì nếu mà quay không anh em nhìn ốc tháo ra anh em biết. Đúng hết rồi. Đây bình thường anh em tháo ra phải tháo những cái ốc tên này ốc. Thì anh em mới vào được công tơ đúng không? Mới tháo đầu. Được công tơ ốc đầu đúng không? Đây, zin đét luôn. Chính xác. Vâng. Đây, zin đét nhỉ, chưa tháo, chưa lắp vào một tí nào luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Phím rất đẹp. Hơn 8.000 cây nha anh em nhá. Nếu bình thường em bên em quay bên em cũng nói luôn. Đấy là những dòng xe nó đời cũ thì không thể tránh khỏi 2-3 vạn đôi khi nhìn. Bán anh em Việt Nam là có ok. 88 triệu 500. Anh em Tây là bên em cũng vẫn phải chuẩn chỉ đấy. Đúng rồi. Người đây. Yêu trưởng thôn 87 triệu chốt không? Anh ơi còn 1.5 triệu nữa, nó là để cho doanh nghiệp em duy trì hoạt động, cậu cũng xứng đáng rồi. Nên anh em cố gắng lên giúp em, có lộc lá bớt như đây em nói là bao gồm cả dọn, gồm có một cái công 300.000 bóc ni lông tẩy keo từ chiều ngày hôm qua đến bây giờ mới xong. Và vâng, hơn 100 cái tiền tay sách có spa lại, đấy là tổng nó cũng phải rơi vào 500 thì em bao tất. Thì nó không có phải sơn lại cái gì, chỉ cái tay sách này nó hơi xước ở tay cầm thôi. Em nhớ hôm qua em mua, chủ còn không thiếu phụ kiện gì nhá. 88 triệu 500, máy 160, biển Hà Nội, 29AB 97957. Vừa nếu mua xe mới chưa tháo mà chưa đi à? Không, anh Quang Vinh Định á. Thực ra là em đang phân tích về cái vấn đề là cái công tơ mét ấy. Nó còn nếu mà công tơ mét nó còn nguyên bản, nếu công tơ mét mà đã tháo ra rồi thì đồng nghĩa với cái việc là anh đã quay công tơ. Hay còn tất cả những cái này đây là bên thấu trục các thứ thì cũng phải tháo chứ. Bảo rồi. Dưỡng thì cũng phải tháo tay ra để bảo dưỡng chứ. Duy chỉ cái bình tay thường sách anh là ạ. Tháo ra thôi. Cái quan trọng nhất là xe em đang đi rất là ít km. Vâng. Nếu nó tầm khoảng 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn thì cái đấy anh em nói vấn đề là phải tháo và phải bảo dưỡng là đúng rồi. Thế còn hiện tại là xe nó chạy có mấy nghìn cây mà anh có hơn 8.000 cây rồi. Nên đúng anh là cứ chuẩn tâm. Km luôn nhá. Vâng. Không phải lo lắng gì đâu anh Vinh Đinh ạ. Anh Thịnh Zotun con ở Dìm Đỏ hình như có khách hỏi đang cọc rồi đấy, anh hỏi các cọc bạn online xem. Cọc rồi sao? Đúng anh ấy cọc rồi sao? Em thực ra em cũng nghĩ là đờ Dìm Đỏ hôm nay em like. Hôm qua em like là em nghĩ trước Dìm 98, hôm nay em like là em nghĩ trước Dìm Đỏ là gần như các bác sẽ không bỏ qua. Vì với cái phân khúc vâng, anh Thành Trương nếu mà anh muốn gặp em thì anh cứ qua trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Anh gặp em và các bạn nhân viên đúng online rồi. Bên em. À, số điện thoại thì anh cứ gọi trực tiếp các bạn ấy gặp Hoàng Dung là ok. Anh bây giờ anh gọi em có gặp được em đâu. Vâng, rồi em ơi, chúc mừng anh ạ. Vâng, cho chị con kia lên em. Ngoài Đức AB 219, có AB 219 đấy nhá. Giá tầm khoảng gần 30 và trên 30 với những chiếc Denson.
tỉnh thì dưới 30 thôi. Đấy, với những chiếc sầm ăn cây. Rồi, con này xong, sorry Thanh Hà hay là Thanh Hải gì đấy. À, xong em lên con Vision chưa? Hơi lâu đúng không ạ? Hơi... Anh chị đợi em một chút anh nhá. Anh chị. Màu đỏ, đây cả xe cũng chỉ có cái tay sách là em đang chưa kịp về vì đang phải làm đẹp. Còn lại các xe này các bác nhìn này, chiếc này thì cũng đã được sờ ba dọn đẹp rồi. Chứ nó bảo là nguyên tất sơn thì cũng không dám nhận, cũng có tỉa qua một chút rồi nha các bác nhé. Em không hiểu cái câu gái rượu mơ. Cái còn này. Như Quỳnh là con gì nhỉ? Con xe 4 máy, không em là xe gì? Có hay gọi là 4 van không? Hay anh chị hỏi 4 van. Có xe máy hu te tai không em? Đây. Là xe gì nhỉ? Đây là sơn đỏ này, là sơn zin này, sơn zin. Có tỉa một chút cái tay sách. Không hiểu cái xe đấy nữa, anh hỏi xe gì? Cộng với một chút ở ra máy. Không có anh Nguyễn Văn ạ. Còn lại là sơn zin các bác nhá. Đây. Vâng. Xin nhan này. Lít anh em nhá. Xe được đi ba cái tay sách rồi, bên em vẫn cứ bán. Ủa chiếc này là đẹp chứ. Có điên về. Đây. Anh em lấy xe là có đầy đủ luôn. 29C163193 cho anh em nhé mọi người nhá. Một chiếc màu đỏ dành cho chị em Mệnh Thổ Mệnh Hỏa đời 2017. Xe bản Sinong mọi người ạ. Đấy, màu 24.500. Đời chót rồi, đời 2017 là đời cuối cùng của dòng lít, em hay gọi là lít đời chung. Đời đầu của nó lít bụng bầu, đời chung là đời này ở giữa. Sau đời này nó mới ra lít đời sau của những năm 2017. Cũng 17 đời này là bắt đầu đã sản xuất mẫu lít mới. Nó to, nó cồng kềnh hơn. Nên nhiều chị em lại thích form dáng lít đời chung này nhất. Tại vì nó nhỏ, nó gọn. Các bác cũng có thể thấy không ạ? Nó rất gọn nhưng nó vẫn có những cái hay. Như là máy đều là máy 125, cốp đều là cốp rộng. Bản thân như chiếc này là còn sơn nguyên hai chỗ tỉa lại em có nói rồi, đúng không ạ? Cốp rộng, sơn zin, máy cũng theo xe. Từ cái để chân này các bác nhìn này, đây phần mà các bác có xe các bác có thể hiểu đúng không ạ? Mình mà đi nhiều là cái phần này rất hay bị xước, bị vẹt. Đây là zin sần theo xe, cái độ ít của nhựa này các bác nhìn này, nó đẹp. Con em này cũng là zin này. Con SH màu trắng ấy là nãy là bán 88.500 à? Dạ vâng. Anh em đang tài trả 87.500, thôi cố lên cho em, giờ em ra lọc cho em cũng sẽ cố xuống anh. Anh cứ lên, anh quên gì nhở? Anh phải lên một tí em mới xuống mới gặp được anh. Anh ạ, anh người yêu trưởng thôn ạ. Thì con sên lại bỏ xuống, đúng không ạ? Người ta bảo rồi mà anh phải lên thì anh mới gặp được em xuống. Anh em phải đến với nhau. Em phải đến với nhau để mới được. Ông cứ chạy còn ông đứng in. Em thì cứ chủ động tiến tới gặp anh nhưng mà anh thì cứ cách xa em quá thì nó rất là khó cho em. Không 160 anh ạ, à, hàng xứng đáng luôn nha anh nhá. Chính chủ đầy đủ, chạy 8.000 cây, 8.200 cây, chính xác tuyệt đối luôn. Rồi. Cố lên anh ơi, anh người yêu ơi, người yêu trưởng thôn. Trước này thì 24.500. Rồi. Em lại giờ vất khẳng định là rất nhiều các chị em sẽ thích form dáng này. Vì đời nó là 2017. Dòng lít đời chung này nhà em đang còn một chiếc này và một chiếc nữa thôi. Chính xác, đang chuẩn bị dọn thôi, xong thôi. Còn lít đời sau thì lại rất nhiều. Đấy, rất nhiều các bác ở cái mức tiền nó hơn 20 một chút rất khó chọn lít mới vì nó phải 27, 28 đến 30 nhưng lại 245 lại cố được thì các bác nên cân đối vì tính năng của nó đều là máy 125 như máy mới, đề đều là đề từ, đề êm, đề êm. Đấy, nó nhẹ nhàng nó nổ, còn máy thì là nguyên sơn nguyên rồi thì các bác cứ tự tin trải nghiệm thôi. Thì chủ giữ cả hai khóa này, một khóa còn không học sinh tầm hơn 5 triệu anh Thư ạ, con anh Thư ạ. Tại vì tầm 4 triệu đến hơi xấu đấy. Xe hiện tại xấu thì em không còn. Tí nữa rẻ em có bản Ultimo nhưng mà không phải xe học sinh thôi, 4 triệu rưỡi bác có thể lấy đi cũng được. Cái giá tiền hợp lý. AB160 hiện tại là nhà em trên nhà còn không, con không còn. 34 có khách lấy rồi. 34 lấy rồi. Nó có một anh đến đổi chiếc AB biển 90 anh lấy chiếc biển 34 mất rồi. Rồi, anh ấy bảo là xe không bán thì thôi. 87.500 ok thì anh báo cọc. Không lên được cái con lít bạc có con lít bạc hai anh van không áp thấp nhiệt đới anh bảo lít màu bạc chiếc nào có. Anh ơi anh áp thấp nhiệt đới anh báo cụ thể với em bên em giao bán chiếc nào mà lại không đúng xe anh nhở, bởi vì đây đều là những sản phẩm thật, chiếc này là thật, video anh em nhìn là thật, sản phẩm là thật luôn để các bác có thể nhìn thấy. Đúng chiếc xe đây này anh em nhìn thấy ni lông này, đây lớp ni lông chính xác này. Chưa bóc xong rồi để anh em chưa bóc ni lông nhá, ni lông vẫn còn luôn, ni lông này là ni lông sần. Đấy. Yeah. Quay một vòng quanh đồ sần rồi một chiếc Vision anh em nhá, Vision màu đen lên tay sách đời 2018 cho em, bản form dáng cũ màu đen sần củ gì nhỉ, củ phanh đỏ. Thực ra là nó là tay sách đỏ đấy ạ, tem đỏ. Đúng rồi. Anh chiếc em này nhá. Thì nó lên một cái tay sách. Tay sách rồi. Nhìn nó gọn hơn, bản tay sách của Nhập.
Giá là 26 triệu. Lít nó dài anh à? Lít nó dài hơn. 26 triệu anh em nhìn cái đồ này. Đó. Sơn thì là sơn zin đang dán một lớp sần chưa thèm bóc. Đồ phím. Máy cũng là máy nguyên luôn. Đây cả xe có chắc đôi tay nắm này cộng với cái tay sách là chủ có đầu tư lại thôi. Yên nữa, cả thêm yên nữa, yên nguyên bản nó cũng là yên yên khác. Đấy. 2018 29S180930. Form nhỏ anh em nha, form nhỏ gọn xinh. Đúng rồi. Những cái này thì bên em báo rồi, cái tay sách thì đã yên được và tay nắm. Vào, vâng, và cái tay nắm. Thôi, còn lại làm sơn là vẫn còn lớp sơn zin đang dán, máy thì là nguyên bản đang nổ ở đây các bác có thể nghe này. Đấy. Xe do dán ni lông nên là cũng không có dọn được nhiều, đánh xi được nhiều, chỉ là rửa xong lau lên đấy kê cho các bác có thể cân đối. Chốt một chiếc 2018 giá là 26 triệu đúng không ạ? Tùng, ý là anh đang hỏi là con lít bạc đúng không anh? Lít bạc thì anh lấy đời nào ạ? Lít bạc thì em đang có đó, chị like một chiếc là 2 triệu rưỡi. Vâng, 2010 với cái giá tiền trên dưới 10 triệu anh có thể chọn được những chiếc lít 110 màu vàng bạc đỏ bên quay em lại đều có. Con SH đi, thực ra con SH đấy em đảm bảo với anh là đúng chất rồi lượng, anh ạ, là chính chủ luôn. Hôm qua vấn đề là như này này, em với Thiệp là hiện tại là ngày nào cũng livestream trên 2k, thế nên anh em ngày nào cũng gặp bọn em rồi. Đảm bảo với anh em là riêng những cái dòng xe đấy là bọn em khẳng định những cái những cái sản phẩm mà em đã giới thiệu là em phải có trách nhiệm về cái chính sản phẩm mà em đã nói ra với khách hàng. Em mua trực tiếp với chủ, vợ chồng vâng. Chủ đến vào tầm 12 giờ trưa, chính xác là trưa ngày hôm qua, không giấu các bác, bán chiếc AB ASH160 đấy. Nên là quá trình đầy đủ, các bác cần một cái ảnh chân dung của chủ lúc đấy có cả em ngồi cạnh cũng có thể xem được nếu các bác cần. Rất chuẩn, rất thật. Nên là anh người yêu trưởng thôn cứ đúng yên rồi. Tâm mà đặt cọc, còn có 1 triệu đồng anh em có thể cân đối em lại. Em anh cũng hứa anh là sẽ có xuống với vâng. Những chiếc SH có thể vài 300 lên cho các anh thêm 300 gì đấy thì em anh em mình xuống có thể tí, tiếp cận. Thì anh em mình có thể gặp nhau được, còn riêng sản phẩm đấy em nói thật là vẫn tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên zin. Chính chủ một chủ từ đầu thì em nghĩ là nó không có gì phải lăn tan, và đảm bảo cái quan trọng ở đây là như này, đảm bảo không bị tai nạn, không bị ngập nước. Chắc chắn rồi. Đấy, cái này là em đảm bảo cho anh được. Sơn zin tuyệt đối là và chắc chắn. Km cũng là chuẩn chỉ luôn. Chuẩn chỉ tuyệt đối. Anh đấy, em nên anh em mua như vậy và chủ cũng đến với em như vậy nên em cam kết được các vâng, bạn. Còn quay lại thì vâng. Anh có thể báo với các bạn nhân viên, lại, các bạn đi chụp lại cho anh. Hiện tại là Đức bê mâm đã bê đi rồi, bây giờ lại xe quay lại. Xe tháng 10 2023. Rất là khó cho em. Đi rất ít. Vision 25 triệu. 26 triệu anh ạ, 25 triệu em có nhá, em chia sẻ là 25 Trung em có Sơn ạ. Nhưng mà những cái chiếc mà nó bọc ni lông đẹp như thế, sẵn như thế mà các bác cố lên thêm 1 triệu thì cũng đỡ. Cái xe bên mình có mình nhiều mua anh cái 25 lại phải đi dán, có được không ạ? Bác cũng vâng. Phải tính toán một tí. Vision 2024 mua 39 triệu mới đi được 2 tháng 2.000 km bán 28 triệu. Bán 28 á? 2024 thế là anh bán hơi rẻ đấy. Em mua cho anh 34-35 triệu. Các bác có những chiếc Vision biển Hà Nội nhá, em nhắc lại biển Hà Nội mà 2024 những cái bản xi măng anh Hiếu Yên Bái ạ. Em mua 34-35 triệu. Chắc là khả năng anh ấy phải Yên Bái. Yên Bái thì em mua trên 30 một chút, 30-31 được. Nhưng 28 là anh bán rẻ. Tại vì bản đấy là bản 2024 mà anh bán như thế là hơi rẻ. Dạ vâng. Quan trọng là nhiều khi anh bán cho ai, bán cho quả người yêu thì thôi không phải chấp nhận thôi. Hoặc là bán cho người nhà, người thân, người vừa quen. Bán vừa cho. Người bán vừa cho mình có điều kiện đúng không? Rồi. Rari 110 đi bác. Tí nữa em ra mấy hôm rồi mà nhỉ? Mấy hôm chưa? Em ơi cho chị con Dream 110. Vision. Nào các bác đến với cái mẫu xe máy 110 gọi là quốc dân. Em thấy các chị em mà chọn xe ga Honda rẻ, chất bền thì đến okay, Vision gần như lựa chọn đầu tiên. Vì nó thông số nó rất phù hợp. Từ cân nặng nhẹ nhàng 96 cân. Từ tiết kiệm xăng ăn có 1,82 lít 100 cây. Siêu tiết kiệm. Từ giá tiền cũng chỉ 1x tức là mười mấy triệu đúng không ạ? Động cơ 110 nó khỏe khoắn vừa vặn. Tem vẫn còn zin. Tất cả những cái gì nó chế tạo em thấy Vision nó là bình sàn quốc dân nhất cho những dòng xe ga nhỏ gọn xinh, giá thành thì vừa phải anh em ạ. Biển 29K1 Long Biên 28575 ra cái dòng này bền lắm, bền lạnh. Mỗi tội form dáng nó hơi cũ một tí thôi nhưng nó lại nhưng mà thôi giá đúng rồi hay dự giá 16.500.000 em nhớ thì mấy năm trước em bán những dòng này nó cũng loanh quanh tầm đấy. Và vài năm sau bán nó vẫn loanh quanh tầm đấy giá. Chia sẻ với các bác là Vision nó chạm mất giá thì nên các bác đi nhiều khi nó chỉ lỗ cái tiền dọn rửa cộng với tiền ra vào cửa nhiều em ạ. Chứ còn để tụt giá so với thị trường thì cũng chả tụt giá với 2013, 2011, chứ là 2011, 12. Mấy năm trước cũng giá vậy mà mấy năm sau em thấy nó cũng vẫn giá vậy. Vẫn 16 năm các bác ạ, đều giá quá cơ. Giữ giá. Bán cho anh em thì thôi em ạ, cũng không vấn đề gì đâu. Bọn chị mua bán thì em biết rồi. Rồi. Vâng, 87 triệu 500 thì inbox TikTok anh cọc nhé. Biển Hà Nội anh Trịnh Nhật Dương ạ, 160 cơ. Vâng.
16, con đấy biển Hà Nội sao nhỉ? Biển Hà Nội chứ ạ. Biển Hà Nội 160, 2 khóa, 2 gương trong cốp, đầy đủ hết. Nói chung là múc mua là dán ni lông cả xe. Anh em còn mất 300.000 tiền bóc. Xe anh em lấy xe 135 hay 150 anh em. Rồi, 16.500 chiếc này nhá. Vâng, 16.500. AB em 2013 em có bản đèn bi anh em nhá, cho em xem SH trắng đằng sau ý ạ. Trắng đằng sau à? Trắng đằng sau là trắng nhập nhá. Tí em lên. Xe vâng. Chất chị nhỉ, Trần Trọng Cường. Cam kết luôn là chất nhá. Chiếc Vision vừa rồi máy zin 16.500. Hàng Honda thì nó chất nó bền là đặc sản của Honda rồi, các bác công nhận không ạ? Nếu như cùng là một chiếc xe cùng đời để mà nói Honda có chạm máy chạy vẫn còn ok, nhưng Yamaha chạm rồi chạy nó nhiều em tiến. Đấy là cái chắc chắn. Em ạ. Dream chị rất là nhiều, cho em xem AB biển Hưng Yên càng tốt. Này. AB biển gì? Chọn biển Hưng Yên thì anh em lại phải đợi chờ rồi chờ, hoặc là anh em lấy tạm một chiếc biển khác sau cần mình rút hồ sơ về tỉnh mình đấy là cũng là một lựa chọn hợp lý đúng không ạ? Rồi AB có không chị, rất nhiều AB anh em ạ. AB từ đời 2007-08 trở lên 2024 nhà em có luôn 30 chiếc, hơn 30 chiếc AB trong nhà. Đây em vừa thống kê AB hơn 30 chiếc thì các bác biết không ít tí nào. Vâng, con còn con anh báo là 87.500. Hiện tại là xe đấy thì em cũng phải cố gắng làm sao, anh cũng phải cân đối giá lên một xíu. Thôi cứ chốt cái nữa nha, anh em có mặt trên này nhá. Anh cũng nhiệt tình nhắn tin lại, em chốt 88 triệu anh em cho dễ. 88 và 875, cố lên anh nhá. Đây tôi em. Rồi anh người yêu ơi, anh người yêu quá, gặp được nhau thì được cái giao lưu. Dọn xong, tay xách ngon lành, hai khóa hai gương phun hết. Bác mua rẻ hơn mấy trăm nhưng thiếu cái khóa mất gần triệu, 800 nghìn cái khóa Honda xịn. Đấy, nhưng các bác thấy nó phun như thế thì mình tiếc gì mấy trăm. Cố lên anh, 88 triệu chiếc SH160 nhá. Còn đây, với những chiếc xe quốc dân tiếp theo, GSX bản FI này, tem nổi này, khi bọn em gọi là GSX vành đúc phanh đĩa tem nổi là cái tem này nó bằng chữ nổi, FI phun xăng điện tử, vành đúc, vành xịn nhà máy nó có các cái đột đốt này, các bác nhìn cái đốt đốt này còn nguyên này, sơn lại phủ nó sẽ che mất cái nốt này, cụt vỏ chuẩn, hộp xích, nó zin nó bị xây xước mất tí ở đây là có là thật, các cái viền này vẫn còn ra máy này, và máy này, và còn nguyên luôn, rồi đi một vòng quanh xe cho các bác cùng quan sát. Đi ăn đi làm Grab xe ôm bản bánh đúc phanh đĩa biển Cao Bằng cho em 2017 dạ vâng. Giờ đấy anh em ạ, biển Cao Bằng mọi người nhá, 311B122867. Bản tem nổi này anh em này. Rồi, đấy, bản xong tem là nổi. 14.300. Ưu điểm các bác luôn thấy cho em nó là cái công nghệ đèn con cá vàng gọi là đèn FI này. Đấy nó giống như một trạm bơm xăng. Bên này gọi là con cá vàng. Sao nhỉ? Đấy nó màu vàng. Đấy là nó là phun xăng điện tử kể cả trong cốp nhá, nó cũng có cái hệ thống chế BGM. Đây này các bác. BGM này, BGM FI này, đấy là cái chế FI, trung khu chế FI ở đây. Đấy. Còn máy chiếc này là nguyên, trang bị cái bộ chế FI nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác chạy dịch vụ, chạy xe ôm, Grab, kiếm tiền, thêm thu nhập, nó một tính toán rất là hợp lý. Thiết kế thì là vành đúc, nó sẽ khỏe, nó sẽ chắc, nó sẽ bền. Giá của những chiếc này mới đắt hơn WA rất nhiều. Hôm nay thì giá cũ em để 14.300, bao cả dọn cho các bác ngon lành, gương lược đầy đủ. Đấy. Máy là nguyên bản, đời 2017 máy zin. Những bác chạy dịch vụ công nghệ thì nên cân đối giúp em, vì những cái sản phẩm này so với mới lãi một nửa tiền rồi mà nó vẫn còn máy nguyên đúng không ạ, công nghệ của nó vẫn là đầy đủ để cho các bác có thể chạy đường dài hoặc chạy dịch vụ đấy, thoải mái. Rồi, cửa hàng có hỗ trợ rút hồ sơ không? Có anh ơi, bên em vẫn hỗ trợ rút hồ sơ, phí anh em mất cho mọi người nha, phí rút hồ sơ anh em mất, rồi phí ship thì anh em cũng mất giúp em. Hiện tại những cái sản phẩm bên em bán ra giá này là em với lại đồng tiền đã cân đo đong đếm chính xác cùng với sếp kiên là cũng phải đưa ra những cái giá mặt bằng cả chung một của thị trường nữa cửa kèm theo đưa ra tính toán giá làm sao nó chính xác nhất. Vâng, giá hiện tại quá trình giao dịch bớt bọn em chỉ dám xê dịch đôi 300 vài trăm là thôi. Anh em lộc lá vâng. Còn quá là thật sự Vespa GTS 150 không chị không còn GTS còn em nghĩ nặng to đấm cao đấy anh chơi hàng đấy là anh cũng XT 150 đời 2016 không anh có chứ anh 16 17 thậm chí 15 biển Hà Nội biển tỉnh đều có cả phân khúc từ 15 đến 18 là anh lấy được rồi nhé. AB đời 2024 thì em có 2023 biển Hà Nội 2023 em bán là tầm 38 triệu anh nhé 38 39. Vario 30 triệu có Vario hay AB không anh? Vario là có nhưng mà hiện tại em không còn. Giá đấy anh lấy được Vario 125 cái đời 2018. Người nào luôn cũng buồn. Anh nếu mà anh lấy AB tầm 30 triệu thì em thấy có rất là nhiều. Đúng rồi anh. AB anh cố lên tầm xíu nữa thì nó lên lấy được tầm khoảng 2021 2022. Đấy tầm trên 30 là ok. Vâng. SH bên em nhiều lắm anh ý trời ạ. Trước mắt 150 trong rất nhiều. Nhiều lắm. Dưới hầm bên em cũng đang để. Quan trọng bên em còn nhập khẩu anh hầm. Lấy nhập khẩu hay là lấy Việt Nam? Dạ, vâng. Anh ý trời nhá. Rồi chắc chị em mình lên con rẻ rẻ này.
4,5 triệu. Mà thôi bớt 200 để anh em đỡ phải 4,2 triệu. Đấy, anh em nào quan tâm máy ngon nhá, máy ngon, không khói nhá, thụ trước thụ sau ok, nhựa hình đều, vòi đèn xinh nhan đầy đủ, gọi là vòi kêu hai bánh quay đều, còn xăng thì nổ, hết xăng thì dừng. Đấy, đơn giản đúng không ạ? 4,3 triệu các bác ơi. Làm gì ra được chiếc xe động cơ phát ra tiếng nổ mà lại có đăng ký cất ví kèm theo nữa như thế này thì lo gì đúng không ạ? Rồi, bây giờ giá đấy khả năng là mua được chiếc xe đạp địa hình mà còn phải cố thêm. Có anh ấy trời ạ. Sàng ngọt đề vẫn ok. Em nó tên là khoảng bao nhiêu anh ơi để em tư vấn cho anh ấy trời. Ultimo Mio. Ultimo Mio. Ngày xưa những bạn Lào, các bạn bên nước Lào sang bên nhập học ấy, lại rất thích chuộng dáng này. Cũng có thể một là vòng đi. Cái thể hình thể trạng các bạn ấy nhỏ nhỏ xinh xinh nó vừa thì cái dáng nhỏ gọn anh em ạ. Dáng này. Đây quay một vòng, đèn cũng thiết kế của LED đúng không ạ? Giống rất giống những chiếc phiên bản của LED. Máy ngon lắm, những dòng này máy ngon cực kỳ. Ôi, luôn. Không tự dưng mà các cái chiến binh Lào sang đây, sang Đông Lào để chọn chiếc này đâu. Con nhìn. Ok. Đấy những dòng Yamaha. Máy vẫn nổ nhá. Ultimo biển. Phiên bản. Nhìn của tem zin này các bác nhìn tem này. Oppo Yamaha Minox chống gì dập tắt nổi nghe. Thế thì em lấy nhập khẩu luôn. Mio này, đồ sân này. Ừ. Sáng sủa giá tiền hợp lý rồi. Tem mác vẫn còn nguyên anh em ạ, biển 20. Vâng. Thôi nó là giá thành vừa tiền anh em nhá. Anh em nào cần một chiếc xe nhỏ gọn xinh nhưng mà giá thành là vừa phải, mọi người có thể cân đối cho em xe này. Được cái máy thì nhiều bác, nhiều bác chất lượng. Rất nhiều bác ở nhà cần cái máy ô tô đi ra ô tô đi công tác cần một cái xe đúng không, luân chuyển. Và thêm một vài bác mà bảo hay đi kiểu uống rượu tiếp khách mà cần những cái xe nó cũng gọi là đơn giản tí, sau này nếu mà có nhỡ may thì gửi đấy dăm bữa nửa tháng không ảnh hưởng nhiều, không sót. Thì đây là lựa chọn bắt buộc. Đấy các bác ạ, 4,3 triệu. Đâu ông đi ông uống rượu xong ông công an bắt ông để lại. Để lại. Ông để lại xe. Để lại là nó không sót, còn tất nhiên lấy hay không thì tùy mình thôi, nhưng mà có bác thì bỏ đắt quá lại cân đối. Nhưng mà nói gì thì nói thật một câu là nhiều khi anh em kể cả có bỏ ra 3-4 triệu anh em mua đi chăng nữa. Đúng không? Nếu mà công an bắt trừ trường hợp là gì lắm thì anh em mới bỏ thôi. Còn hầu như em nghĩ là không bao giờ bỏ đâu. Bác nhìn nhá. Đúng không? Này. Đồ này, ốc zin của Yamaha, các bác nhìn quả ốc sao nó uy tín không? Tem thì tem zin, tem là tem xịn luôn này. Tem nổi xịn, bản tem nổi nhá. Ừ. Đúng không ạ? Nhìn sáng sủa, vừa vặn, và giá tiền thì rất hợp lý. Bác mà hay phải đưa con em đi học ấy, chạy gần ấy. Máy ngon mà, con này máy được. Cái con gì nhỉ? Cái con SH nhập khẩu hôm qua là bán 20 triệu nhỉ? 20,5 triệu. Ừ. Anh nghĩ chờ anh xem. Bán được à? Bán được. Em là người sẽ Hòa là người sẽ giao cái xe SH nhập khẩu đấy. Đấy. Vâng, cảm ơn anh em đã chốt mất con xe nhập khẩu có 20 triệu đồng. Vâng, anh 20 triệu 500. Anh em nào mà còn em còn xe 30 triệu nha anh em nhé. Đúng rồi. Hai mấy triệu? 35 cà phê 125 em bán có 27-28 triệu thôi. Đấy, màu anh đen Hà Nội thì bán 27-28. Anh ý trời nhắn tin inbox trực tiếp cho em đi anh. Đúng ơi. Rồi. Quay thôi. Thái hiện tại mình không còn anh sĩ Kiên ơi. Đây anh em 110 đây. 14,5 triệu báo giá luôn rồi. Vâng, và Rory 110 đời 2015-2016 anh em nhá. Zin Việt Nam đấy ạ. Máy zin, lốp trước còn, sơn theo xe. Chia sẻ là chưa dọn dẹp đánh bóng ủ dầu mỡ nên nó vẫn còn hơi bẩn, hơi chưa được mỡ mọng với những chiếc zin này. Nhưng cái ưu điểm của nó thì em chia sẻ rồi đúng không ạ? Là động cơ nguyên bản và quả lốp vẫn còn zin từ đời 2015 đến giờ. Bác nào trong nghề thì đừng bỏ qua. Nhất là những bác mà đang cần một chiếc xe động cơ khỏe, máy lại lai thổ tốt thì cái hàng 110 này nó rất tiện cho cái việc. Đây các bác, tuần thứ 21/1 năm này. Đấy, đúng không ạ? Càng cái Mayer thì thôi, cái dòng của Zin Việt Nam thì anh em mình thấy nó cũng không tránh được, nhưng mà chiếc này các bác nhìn nó không đáng. Không đáng phải lo. Ông trục còn nguyên mép này. Sơn này là theo xe nhá, tất cả sơn theo xe, pha, kính, xi nhan vẫn còn, tem này. Ra máy này và máy là nguyên rồi, tem lốp còn và máy còn zin. Đấy. Anh em cũng đã xuống giá rất dễ cho các bác tiếp cận rồi, tem xịn này. Máy đang nổ. Chân nan bánh bánh sau này, quả lợi của cái tay sách này này. Đấy, các bác nhìn cái tay sách này chở hàng đấy, có thể để cái hai cái giá gỗ vào đây nó đua đằng sau mình kể lên. Quân, máy 110 nó dòng khỏe đấy, dòng này có hơn 14 triệu đồng anh em. Yêu zin béo nha anh em nhá, zin dari Việt Nam, zin béo, tem mác vẫn còn nguyên zin, bô béo vẫn còn này, càng này vẫn nguyên này. Đấy, chân khởi động ra máy vẫn còn zin, vẫn bị rôm theo thời gian không tránh được ạ. Yếm áo vẫn còn nguyên zin, mặt mũi pha kính vẫn còn đều được anh em nhá. Đúng rồi. Đấy, đời này thì anh em biết rồi là nó cũng vẫn là mộc mạc. Đấy. Anh Minh Quân, anh lấy dòng xe gì tầm 13 triệu anh ơi, xe số hay xe ga để em tư vấn cho ạ. Đây, cái anh em nắp bình xăng.
Mi 14 triệu đầy đủ phụ kiện không? Đây nó gương ok anh ơi, 14.500.000 gương lược đầy đủ cho anh ạ. Đầy đủ hết anh nhá. Ga an toàn đúng rồi. Anh cửa hàng ga an toàn, thực ra là ga em rất là thấy rất là nhiều anh chị em mua những cái dòng này để chở ga. Anh cửa hàng chở gì cũng ga được. An toàn ạ. Không tóm lại là bớt cho các bác 300 đấy, vì chưa dọn được. Đấy thôi, bác nào dọn 14.200.000 bác nào lấy về dọn lên cho em nhá. Máy thì em vừa tả rồi, máy zin sơn nguyên lốp trước còn. Nhưng mà đây những cái chi tiết thì cũng phải chia sẻ luôn. Nó tí 43, 1.3. Nhiều 4.3 các cái phụ xe này. Chiếc xe rim này bao nhiêu? 14.200.000. 14.200.000 anh em ạ. Vâng. Tí đâu. Anh Tô Tiền. Con đúng không ạ? Triệu SH đi, giới thiệu SH à? Cầm tiền 30 triệu. 2015 lúc. Chiều đi anh nhá. Muộn rồi. Hợp lý, em hợp nhập lý. Em nhiều dòng lắm anh Thảo ạ, tại vì anh muốn mua những tầm bao nhiêu tiền thì em tư vấn thôi. Xe Suzuki à anh, Viva, Suzuki Viva thì em có. Viva có anh nhá. Vâng. Tầm dưới 10 triệu là tầm rất nhiều rồi. Tầm xong là 14 triệu và 200. 200 nghìn. Chưa có dọn dẹp gì, hàng đấy chắc là Nio là 4.3 anh Vũ Thuận nhá. Những cái giá em cũng chia sẻ chỉ có dám lùi xuống một chút trong cái phạm vi cho phép thôi. Có xe lướt màu xanh không xốp. Có màu xanh ạ, 2023, màu bạc 2024 đều có. Vâng, đúng rồi anh ạ, xe đấy là 110cc. Vâng, 110. Hỗ trợ vận chuyển Hưng Yên, Phong Bắc, có anh cửa hàng ga an toàn ơi. Vâng. Em thực ra là em, bạn em cũng làm ga nhiều, anh em hay tìm những dòng đấy để chở ga đấy ạ. Em dòng đấy thì chia sẻ nó không được trông nó thanh thoát đẹp như Z100, đấy là chia sẻ thật. 142 anh xin mà còn lốp máy zin đời chót thì nó bao nhiêu các bác biết rồi đúng không ạ? Cái quan trọng anh nhìn cái chất lượng đấy, máy cho em đấy, đồ chất là lượng, máy zin, cái giá quan trọng tiền, là máy zin nó lại hợp lý đấy, nó mình bỏ qua cái hình hài thì mình lấy về cái anh, chất lượng cũng giá cửa hàng ga an toàn anh inbox trực tiếp cho em đi đúng các rồi. Bạn sẽ là chuyển vận chuyển trong ngày ấy mà, nếu mà Hưng Yên em nghĩ cũng là trong cần ngày, anh ạ. Vâng, mấy chục cây thì các bạn sẽ sắp xếp không có tài khoản nhiều. Hơn nữa trả góp thì làm sao, nếu muốn trả góp thì các bác phải để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ với ngân hàng thứ ba, sau đó check cái thông tin của các bác xem được phép trả góp trong phạm vi nào thì chúng ta có thể chốt ở cái giá xe trong phạm vi đó đúng không ạ? Ơi khoan Phan hâm mộ bây giờ anh chụp em để làm gì? Anh phải có lý do, chụp em phải mất tiền đấy. Anh biết là bao nhiêu anh em đang xem livestream của em là anh hâm mộ em, nhưng mà bây giờ tự nhiên anh chụp vào mặt em như thế, anh bêu. Anh bêu em gần sang giao lưu thôi, không phải vấn đề dạ gì vâng. Anh em nhá. Xe đấy là 14.200.000 anh em nhé, 14.200.000 một chiếc Rin. Đúng rồi, vâng, cảm ơn anh. Vẫn còn rất nhiều. Chúng ta chắc vẫn phải tiếp tục đồng hành vì sản phẩm vẫn Đức đưa ra đều thế này. Tiếp tục. Xe tư. Rồi. Xe tư đèn LED. Đấy, anh em nhìn. Anh nếu mà muốn mua thì anh phải cọc trước cho em tầm 1 triệu anh nhá. Cọc trước cho em một tầm 1 triệu để em giữ xe cho anh em ạ. Không thể làm sao đấy, từ. Rồi, ok. Đây, các bạn thanh niên, các bạn trẻ đâu rồi? Xe Côn, nhắc đến đi chạy tơ thì xe Côn là gần như là nó là một cái gì đấy gắn bó rất là lâu rồi, đúng không ạ? Đây là bản Côn đèn LED, các bác nhớ là bản đèn LED này. Đấy, nó có 3 đèn này. Hoặc là dừng tắt máy có công tác an toàn bên cạnh. Đấy, tắt đi, đúng không ạ? Nó dạ, ok anh, cửa hàng ra an toàn. Từ em ơi. Anh chốt con Dream này anh inbox trực tiếp đi để em báo với các bạn, hoặc là anh cho em số điện thoại các bạn, anh gọi luôn cho dễ, cho nhanh. Anh nhá, và anh lấy số hotline bên em luôn, anh gọi luôn là anh cọc xe này. Dung với lại Thiệp đang báo giá cho anh là có 14.200.000 thôi. Đấy, cọc luôn cho anh, chiều gửi về cho anh. Ngày mai là tối nay, trong tối nay là anh có xe chở ga đi. Tèm tèm, chúc anh luôn may mắn, ngày cứ chở cho em tầm khoảng 30-40 con ga đi cho khách hàng là được rồi anh ạ. Xong thi thoảng làm cái giá trước giá sau chạy căng bài, hai bình sau một bình trước là cứ bon ngon lành đúng không ạ? Không, cái dòng đấy ok mà anh cứ phải thay cho em hộp dầu là anh đi thoải mái. Nhớ phải thay dầu anh nhá, đừng để dầu chắc tại chắn. Vì nhờ dầu xe nhà em chưa dọn, em không kiểm tra. 2020 150 bản 2020 đẹp cây. Đều sơn zin rất chất, giá để cho các bác mình là 28.500.000. Tháng 12/2020 còn 150 rồi, 40. Dạ, đăng ký xong đâu đấy sấp xỉ 50. Nhưng hôm nay là 285, các bác vẫn sở hữu những cái chiếc, các bác nhìn cái đĩa còn, vành còn, lốp cũng vẫn còn từ những năm 2020 đến giờ. Đúng không ạ? Đồ. Đây 4420 của anh, tuần thứ 12, tuần thứ 44, đăng ký tháng 12/2020. Tem này đều là tem zin hết. Lại một lần thì các bác thấy nó đẹp, cần số chưa mòn trên trần. Anh Nghiêm, em chỉ còn con đấy duy nhất thôi anh ạ. Đẹp. Một con thôi.
Anh em nào báo cọc trước thì cố gắng cọc giúp em nhé. Rồi, chiếc này giá 285, hàng chia sẻ 9.000 cây. Yên này còn theo xe, xin nhan vẫn zin, Oppo vẫn theo xe, tay nắm mùi phím bấm còn nét căng. Đấy, anh em nhìn. Thực ra là anh em bảo là bây giờ đó tầm 150 mà bây giờ mày bán ra vẫn cao như thế bản led. Đời này là đời chót anh em nhé, đời cuối cùng của X350. Cái quan trọng nhất ở đây nó chạy km của hơn 9.000 cây. Đấy, đấy mới là vấn đề anh em ạ. Lốp nó còn là dày, các bác có thể thấy. Bảo km, bảo nhớ quay sao tới đây lốp. Các bác nhìn 9.000 cây nó thế này thôi. Mình làm nhiều, mình đi nhiều. Đến béo giá sao? Nó 9.000 cây. Giờ sơn là gì vào anh ạ? Tay phanh, tay củi, còn gì hết, đúng không ạ? Rồi, 28.500.000 nhá. Rẻ hơn em có 25, 26 trên nhà không thiếu. Nhưng mà chia sẻ xe chạy 9.000 cây với một cái giao diện sơn zin, máy zin rất đẹp và đều thì em khẳng định đó là cực kỳ phù hợp với những chiếc xe và đến được biển Hà Nội, đúng không ạ? Vâng, các bác còn ở trên không? Vẫn còn những sản phẩm hot, vẫn còn những sản phẩm hợp lý, em sẽ tiếp tục đây. Cái đất một nhập một màu trắng không anh, mà 2012 2010 được không anh? Hai đĩa thôi. Giá em bán ra là 72.500.000 hay 73 triệu, em vẫn nhớ dao động hơn 70 một chút là anh em sở hữu được rồi. Rồi, xe đạp Liên Việt vừa lúc nãy là 14.200.000 anh em nhé, đời 2015. Dạ đúng. Có anh em nào quan tâm thì cố gắng cọc luôn cho em cho nhanh, tại vì là nhiều khi là anh em không cọc thì cứ bảo là dặn em Dung là để đấy, xong mà lại đến nơi lại trách em Dung là bán rồi, tại sao anh dặn như thế rồi. Không có nhiều mà lại đâu. Bán của em, anh thì nó khó. Em thấy Zim Việt 100 hoặc là Zim Thái 100 ấy thì lại rất nhiều, nhưng Zim Việt 110 thì lại không hẳn đã nhiều. Nhà em hiện tại cũng còn một chiếc. Mỗi con đấy thôi, duy nhất một con này mới về chưa dọn. Cái mặt hàng lao động ấy thì em lại thấy chiếc đấy nó phù hợp hơn là Zim 100. Zim 100 là các bác chơi xe đi lại theo kiểu có tí vừa chơi, vừa đi vừa chơi. Vừa thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà Zim 110 nó là hàng bốc, kiếm khỏe về khỏe. Đấy, chạy nó là những cái nai lặng, nó là lai thồ chở vật liệu nó rất tốt. Nó có rồi, mình làm nốt đi con ưu điểm nó là anh em nghe từ nhập khẩu nó oai rồi đúng không ạ, nên nó sang, nó sáng, nó cao, vành nó sẽ cao hơn, nhưng nó răng vành nó sẽ cao hơn. Đời thì tận 2010 nó là đời cuối cùng của nhập khẩu thì cũng không có tận gì cả, chuẩn ly nhập 2010 rồi. Tay phanh dài, các bác nhìn có tay phanh dài uy tín nhập khẩu. Ưu điểm là rẻ, giá để cho các bác 10.500.000, đẹp đẽ ngon lành, vành cao sáng đúng không ạ. Nhược điểm thì thôi, dòng này nó tiêu thụ nhiên liệu hơi nhỉnh tí, gọi là tốn xăng, cho nó ngắn gọn ngôn ngữ. Nếu bác nào mà cảm thấy đi chấp nhận được thì để, còn không thì mình sẽ bảo chuyển sang lắp quả tiết kiệm xăng. Anh em cứ làm tốt đi, xếp kiên cuối năm xếp cho thưởng cho mỗi đứa con ép nhập khẩu, quên con gì nhỉ, lý ti nhập khẩu tài trợ tiền xăng thì em phải giơ tay nhận luôn. Tại vì thực ra cái dòng này chia sẻ nó phải 3-4 lít xăng trên 100 cây, các bác phải chuẩn bị tinh thần. Rồi cũng phải hoan hỉ anh em ạ. Như thế nhưng bù lại nó sang đẹp, mình đi gần đi thấy gọi là dạo quanh phố phường, đi qua bờ hồ dạo phố thì nó đẹp quá luôn đi đúng không ạ. 10 triệu ngồi cứ như xe ngót trăm, mà đúng ly nhập ngày xưa mua là ngót trăm thật, 95-96 triệu, chín mấy triệu đây anh em ạ. Nhập khẩu mà Việt đã 6 mấy rồi. Thì thôi, nó có cái nhược điểm đấy thì anh em nào chấp nhận được thì có thể cái dòng này thì quạt gió nó hơi to, nó hơi ù đề thì nó cũng sẽ kêu to, đặc trưng đặc thù của nó rồi. Đề nó là lao đề, thế nên em ra là không đẹp, mà em thấy con này rất là đẹp. Dáng thì đẹp. Cao. Đấy, các chị em, các nhưng anh em. Nhưng mà con này là bao tiền nhỉ? 10.500.000. Mà chắc là thôi tròn nhá, anh em nào có nhu cầu em sẽ mạnh dạn vì cũng là 10 triệu anh em ạ. Để tạo cho các bác, nếu mà tốn xăng có thể bỏ ra 300-400 lắp cái cầu nối tiết kiệm xăng vào trong. Bên em có anh em nhá. Đúng ạ. Nếu mà anh em muốn bốc, muốn lốp, muốn ngon lành cành đào anh em cứ để thế đi, tao không quan trọng xăng. Còn nếu mà anh em nào mà thôi tiết kiệm xăng một tí, bảo với lại Hoàng Tiên anh em nhân viên các bạn mày lắp cho anh. Quả tiết kiệm hơn 3 lít. Đi là thì nó okay. Cũng có thể nó yếu nó ý hơn một tí, nhưng mà thôi mình phải chấp nhận vì nó đã được cái đẹp và được cái rẻ thì mình phải có thể là đi nó không được sướng chất như những cái lúc nó chưa lắp tiết kiệm xăng, đúng không ạ? Đây anh em nghe tiếng máy vẫn nổ bình thường anh em nhé. Đấy, tôi để cho anh em 10 triệu mọi người dọn ngon lành cành đào tưởng ngã được cả mình. Vâng, chắc là cũng muộn rồi đâu rồi. Hết rồi. Hết rồi à? Đức bê mâm cho ăn xong rồi. Đầy đủ, bưng bê đầy đủ rồi. Trong buổi sáng rất nhiều các sản phẩm. Cũng mong các bác hãy chia sẻ rộng rãi để những sản phẩm em và chị Dung lên hay bên Hoàng Kiên update lên có thể được các bác biết đến nhiều hơn. Các bác đang thật sự cần có thể chốt được những sản phẩm mình ưng ý, được không ạ? Vâng, chắc là cũng muộn rồi, cho phép em. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hạnh cũng xuống live luôn bây giờ đấy ạ. Vâng. Cũng mong tất cả anh chị em nào
đã ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên rồi. Mọi người cứ cho em xin cái phản hồi về chất lượng. Dạ. Nếu mà anh em nào mà chưa ưng ý, thực sự chưa ưng ý những sản phẩm mà mình đang dạ. bỏ tiền ra mua, mọi người có thể qua bên em đổi các xe khác bình thường. Đấy, quan trọng là anh em đi nó phải hài lòng, mà phải đi nó phải thích, đúng phải ưng. Mục đích đó. Là phải để cho các bác trải nghiệm dịch vụ và cảm thấy ok về dịch vụ, đúng không ạ? Còn sản phẩm, tất cả những sản phẩm hiện tại bên Hoàng Kiên bán ra và em với lại mọi đồng thiệp và tất cả những anh em online và những anh em live stream trực tuyến là đều tả những sản phẩm thật chuẩn của à. Cửa hàng, nên là mong tất cả anh chị em cũng hoan hỉ, vui vẻ. Có những sản phẩm thì bọn em cũng chia sẻ thật, và những có những cái sản phẩm mà ví dụ như là hàng chưa được, vâng, vấn đề gì bọn em cũng nói luôn là như vậy, nên nhiều khi anh em cũng có thể là bảo là này nọ các thứ, nhưng mà đấy là thực tâm dạ, vâng. của bọn em bán ra, bán sản phẩm là bọn em phải tả thật, nên anh em tất cả những anh em ở xa, rất là nhiều anh em ủng hộ bên Hoàng Kiên. Vâng, cũng muộn rồi, cho phép em và đồng thiệp xin phép xuống live, hẹn anh em vào buổi live chiều ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye mọi người nha. Xin chào mọi người. Vâng.